Trước hết thì chúng ta sẽ tạo một cái PLC Data Typer với tên là Concrete Grid, tức là mác bê tông, và thêm các cái giá trị cho mác: trọng lượng cát, định dạng số thực real; trọng lượng đá, định dạng số thực; trọng lượng nước, định dạng cũng số thực; trọng lượng xi măng, định dạng số thực. Sau đó chúng ta quay trở lại Program Block và thêm một cái khối Database. Sau đó chúng ta sẽ kéo thả POC Data Typer vào Data Block và đặt tên cho cái tag này. Lúc này một cái mác bê tông sẽ có các cái giá trị cát, đá, nước và xi măng. Sau đó chúng ta sẽ đi đến WinDC Unify. Sau đó chúng ta sẽ click vào khối DB vừa tạo. Sau đó kéo thả từng tag vào màn hình chính và đặt tên cho từng tag. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến Parameter Set Typer và thêm một cái parameter mới và đặt tên cho parameter. Chúng ta có thể đặt tên hiển thị, tức là mác bê tông. Ở mục Data Typer thì lúc này chúng ta chưa tạo cái Data Typer cho nó, do đó trước hết chúng ta cần phải click vào Library. Sau đó chọn Project Library Typer. Chúng ta sẽ kéo thả cái Data Typer của POC mà chúng ta đã tạo vào cái vị trí này. Các bạn có thể đổi tên hoặc để tên mặc định. Sau đó quay trở lại lựa chọn Data Typer. Sau đó cái tag này là cái tag mà chúng ta muốn ghi giá trị xuống POC. Chính là những cái tag mà ở khối DB1 này, chính là các cái tag này. Và quay trở lại HMI tag, thêm một cái bảng tag mới đặt tên cho nó là. Sau đó quay trở lại click vào DB, sau đó kéo thả cái receipt này từ đây qua tag. Chúng ta cũng có thể đổi tên cho tag ở trong HMI. Sau đó quay trở lại Parameter Set Typer và thêm cái tag mà chúng ta vừa tạo. Chúng ta có thể thay đổi giá trị min-max cho mác bê tông. Ở mục Unit chúng ta có thể nhập vào. Sau đó quay trở lại màn hình chính, kéo thả cái Parameter Set Control này. Ở mục General thì chúng ta sẽ chọn cái Dataset mà chúng ta đã tạo. Các bạn kéo thả cái Parameter Set này vào đây. Sau đó quay trở lại POC và chúng ta sẽ chạy simulation trước. Sau đó quay trở lại screen và chúng ta sẽ tiến hành chạy runtime. Mở Google Chrome và nhập localhost. Đăng nhập bằng tài khoản đã tạo. Lúc này ở trong danh sách này thì chúng ta chưa có công thức nào cả, do đó chúng ta cần click vào New và tạo một công thức mới. Sau đó chúng ta sẽ nhập các cái thông số, các cái giá trị cát, đá, nước và xi măng.
Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút lưu lại. Lúc này ở trong danh sách đã có một công thức. Chúng ta tiếp tục có thể tạo thêm công thức mới. Tiếp tục nhấn nút lưu lại. Lúc này chúng ta đã có hai công thức. Khi vận hành, người thao tác có thể lựa chọn các cái công thức tương ứng với các cái khách hàng cũng như là mã đơn là khác nhau. Sau khi mà lựa chọn được công thức thì chúng ta sẽ nhấn nút tải xuống POC. Lúc này các bạn thấy là ở POC đã xuất hiện các cái giá trị cài đặt mà chúng ta đã tạo sẵn ở công thức GridID2. Chúng ta có thể giám sát cùng lúc giữa POC và SCADA. Lúc này các giá trị của GridID2 đã lưu xuống POC. Chúng ta có thể quay trở lại và đổi thành GridID1 và lưu xuống POC. Lúc này các giá trị của GridID1 đã lưu xuống POC. Các bạn cũng có thể là save as cái công thức GridID1 thành một cái công thức mới, ví dụ như là công thức 3 chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta đã có 3 công thức, với công thức 1 và công thức 3 là giống nhau. Chúng ta cũng có thể đổi tên cho công thức ở mục này. Chúng ta sẽ sửa thành công thức ID 5 chẳng hạn. Lúc này tên công thức đã thay đổi từ 3 thành 5. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là upload từ POC lên cái công thức mà chúng ta đã chọn. Ví dụ như mình sẽ upload, sau đó lựa chọn override hoặc là tạo mới. Ví dụ như mình sẽ tạo mới ID 10 chẳng hạn, sau đó chọn rich, thì lúc này chúng ta đã có thêm một công thức ID 10. Hoặc các bạn cũng có thể là export từ cái công thức này ra cái file txt, hoặc là import từ cái công thức mà chúng ta đã tạo. Mấy chức năng này thì cũng ít sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta có thể là xóa công thức. Và thông thường thì các bạn thấy là ở đây tương đối có nhiều nút, do đó chúng ta có thể ẩn một số nút không cần thiết. Sau đó tìm đến mục Miscellaneous, chọn Tuple, chọn Element. Và chúng ta có thể bỏ một số nút như sau. Lúc này chúng ta chỉ còn 4 nút cơ bản: nút thêm mới, nút lưu, nút tải xuống POC và nút xóa. Sau đó chúng ta sẽ chạy lại Runtime. Lúc này ở trên bảng công thức chúng ta chỉ có các cái nút như thế này nữa thôi. Mình thấy chức năng này tương đối là hay cho các cái hệ thống có nhiều đơn hàng, như là máy trộn thịt rồi hệ thống trộn bê tông chẳng hạn. Về cơ bản thì công thức chỉ có như vậy thôi. Và bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chào các bạn.